Cây này là cánh. Cái này cánh bao nhiêu anh Lâm? 51. Cánh 51 thì là 1 mét. 1 mét 02. Cánh 1 mét nhá. Nó săn. Mạnh lắm. Đây anh Lâm đang bắn thử rồi. Cánh nó dày cộp này. Con này dùng tên, định dùng tên 4 năm nhưng mà ngắm 6 hướng 6 giờ. Ngắm 6 hướng 6 giờ lên thôi. Cho nó chuyển sang cả thi đấu cả bắn săn luôn. Bắn thi đấu bắn chơi thôi, tại vì thi đấu chính thức thì nó chỉ được 90 phủ bì thôi. Đây con này. Quay cho các anh em xem. Hai tên rồi à? Một phát nữa đi. Hai tên thôi nhỉ. Định bắn 3 tên nhưng mà sợ hỏng tên ấy. Một mười một bảy. Tên đi thẳng tắp luôn này. Hướng sẽ bắn lại cho anh em xem nhá. Cây nỏ săn siêu mạnh. Còn một cây săn nữa cơ. Một cây săn còn bắn tên 60 cơ. Còn mạnh hơn cây này. Hôm nào mình sẽ có thời gian mình sẽ quay cho anh em xem. Dạ. Cánh dày lắm. Tên 50 mà. Kêu hát nhỉ. Lực mạnh lắm nhỉ anh Lâm nhỉ? Ừ. Rất mạnh. Mấy cái con gà này không dám quay vào 10-19 anh em ạ. Một con 10 tâm với một con 10 đứt vạch. Khủng không? Cây này quá khủng. Hôm nào mình anh có cái ấy không? Anh có cái cây cánh 60 cho em xem với. Em quay luôn. Đây anh Lâm cầm cây cánh 60 ra đây rồi. Đây. Cây này thì khủng nhất từ trước giờ đấy. Cánh như thằng tắp luôn. Đây sẽ quay cho anh em xem nhá. Cánh cái này cánh bao nhiêu anh Lâm? Cái này 1m2 hay sao nhỉ? Không. 57 thôi. Hả? 57 như thế nào? Cái này chắc cũng khá lâu rồi đấy. Cái này chắc được nhiều sóc lắm rồi nhỉ? Con này chủ yếu bắn sóc, bắn ếch chứ quá. Được nhiều lắm rồi cây này. Cây này là cây săn của Sếp Lâm. Của con trai chú Thuận đấy. Anh Lâm là một tay săn gọi là đỉnh. Nếu mà đi vào rừng với ông ấy thì khoảng tầm
30 phút là có đồ để chiến đấu luôn. Cái dây này đã bỏ hóng nhiều quá rồi. Cái dây này chắc nâu lắm rồi. Cái này con mọt gọi cụ rồi. Cái này lâu lắm rồi, cánh này cánh gọi là ổn định rồi. Nếu mà anh em cái này chỉ một là để đi săn, hai là để đánh sạch đi, đánh bóng lên rồi treo tường ấy, tuyệt vời luôn. Cái này là gỗ mại cu nhá, cánh luồng. Cái này gọi là cây khủng nhất ấy. Bắn tên 60 anh em biết rồi, ngắm thẳng mùng 10 tên 60. Đây là mại cu này. Đấy, cu do bỏ hóng nhiều nó đen hết rồi. Đấy, mại cu nhá, vàng. Trên này nó vẫn còn vàng. Cái này anh em để treo tường để đẹp. Cái này hợp với nhà hàng, quán ăn. Rất hợp. Ok, cảm ơn anh em đã xem nhá. Cái cánh này thì mình đã quay mấy cái cây nhỏ săn thôi. Cho anh em xem, nếu anh em nào mà yêu thích kênh và muốn xem những cái video test về nỏ ấy, thì anh em đăng ký kênh và ủng hộ nhá. Còn bây giờ mình xin phép được kết thúc video đây. Hẹn anh em ở những cái video tiếp theo.